trên đó kia và cùng như thay cam một căn tạm bại IT trong ngày này dương năng thừa sẽ tôn chủ mình năng real lab bình mà đón đại là đó kia khơi năng không một nấy cứ chia server ấy nhé thì anh thà chấp tục thà chia server standard mùi ấy trong đại ngày này dương năng điệp chom lab mối ở đôi hay năng bi structure đôi chia server real maintenance đó kia cùng khơi chẳng ấy nè. Ok, à lấy cũng ở khám phê dân châu từ mười đồng hết tài tá kia được chọn được biểu mệnh. Ok, à lấy dân bảo thuê biểu mất. Ok, chẳng à vậy là dân khơi từ bọn kia nơi còn lớn ít cứ chia ra chân nào phần phone đã tôn chủ mỹ năng cài configuration nên lớn network bồi dưỡng. Ok, chẳng dân ở toàn mời đấy dân mời phần chrome sẵn chẳng ở khám khổng ít cứ dân miền chia phục hết use as server mối đại chi phục đại chia một đại bộ đế hay chia sáu cứ không đấy cứ dùng install ESX VM không nắng á nè bay dùng một cái chia với chủ một xin 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 ở trong là không nắng chẳng may là nó không này trong một là nó không này toàn miền đấy nó không này là khác gọi là prao chia một hệ cái hạ thà tên mì sơn nó nè là trong install trong bán chạy server mùi chip ID mùi chip file xe mùi chip DC dân tới storage data trong center như thế có khi thử thử ca thử lặng mà xem xem cái này ta sẽ đánh vào được miền để use cái này đó khi còn ta set up ESX cho tới này hơi dừng ai phải cắt vì ấm mà này vì ấm nông mà xin tầm mùa giờ nghỉ sửu hay chùm nành thảo cá chùm nành phê lì ok hơi mơ khỏi lời đấy cứ dừng miền xài lâu nội trí xử mẹ thua ca bệnh app data nên là cứ dừng bệnh app data trên phí ES ở trên P ESA control này nè do mà tụt chỉ mới năng serology bao nhiêu store đặt nè và trên những trong phần bao nhiêu những thời tạm miền bệnh áp làm bây đã xa so tập hiếm nè ai thà tụt lời cầu ấy nè ok trong phần này càng lớn thì dương khơi ha dương miền chiếp hết firewall Fortinet mà rồi ý hay dân miền của cái Cisco nè Cisco cài bảy son son hay là miền Cisco một hay Cisco này Cisco một hay hay muốn học mà hay dân miền accessibility billing hay là accessibility này nia tiền chắc nhom là được rõ pi và xem một ví cứ mình đây tha rồi để ta được ó cứ tranh pi bị dịch thằng khổ rồi hai lang một cán call switch vì nó thua cao bán chạy từ can detonation nè đại dương bán configuration ở việt ta tam vlan ta tam ấy chẳng nè hai dân miền firewall này xem nhà thua cao phía thao thao tá user tại tranh từ can internet tranh từ can tít tăng nè hai tranh từ can detonation soft mùi nè chẳng là chẳng dân phía filtering lơ for Fortinet hai dân là mình đặt traffic lơ nè ok và tôi học về vi traffic trên châu hay do lock thằng óc cứ dùng ai chạy mình là for the gate bạn ok hay dạ tôi chỉ muốn năng storage nào bao dương với cứ do về đại time schedule nào mỗi viên năng thua cả backup rồi để tá thằng óc tụt nó không sai lâu được chỉ bao dương cái này bạn chẳng dương thua chẳng làm bay và tập hiệp bao dương cầm phần phụ để tá và cầm phần cứ miễn sản xuất khám này dương ở ai bật bong rồi gọt ai khỏi khát bàn thì ok chắc là nhóm nâng bia lẹp muối ở đôi chuyển trắng nè đôi chuyển trắng cứ họ những cái khác khẳng khẩu này cứ chia cái hai ha unify nhé và chẳng unify được sử dụng thuộc ca sai phía sạch nó phải phai chứ nè chẳng bị router chẳng bị fortificate bây giờ hay dân bàn không nói tới chẳng dân nâng bia lẹp muối ở đôi chuyển trắng nè ok chắc ở là ở nơi server dân miền tập phần năng tí hay dân là chụp nên nơi lẹ mà đó ở quần